Đại Trường Giang Mê Công được khởi nguồn từ núi tuyết ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Trải qua tam giác vàng Myanmar, Lào, Thái Lan, rồi rót một lượng nước lớn xuống biển hồ Campuchia. Đến lãnh thổ Việt Nam, nó chia thành hai phân lưu, sông Tiền và sông Hậu. Hai dòng sông ấy lại rẽ chín nhánh uốn lượn như những con rồng, từng hối hả trút nước ra biển qua chính cửa sông Cửu Long. Không chỉ nuôi sống 17 triệu cư dân hạ nguồn, văn hóa miền sông nước từ bầu sữa Mekong đã lan tỏa đến từng thôn rạch. Thế nhưng, biến đổi khí hậu và những đổi thay thiên tạo khiến số phận chính cửa sông Rồng, hình tượng của vùng châu thổ Cửu Long thuở nào đang bị đe dọa. Chính Rồng, giờ con nào đã quá thân, Rồng nào đang hấp hối? Và qua bao cuộc bể dâu ấy, con người sống ra sao? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình qua chính cửa sông. Thưa quý khán giả, cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu có chung một dòng chảy. Trên đường đổ ra Biển Đông thì hai dòng này có đôi ba lần nhập vào rồi lại tách ra. Và nơi tôi đang có mặt là đoạn nhập vào của hai cửa sông rất là rộng lớn. Phía bên tay phải là bờ Bắc thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, còn phía bên tay trái là bờ Nam, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Thế là đoàn làm ký sự truyền hình đã đi qua năm cửa sông. Trong cuộc hành trình này, chúng tôi đã đến với nhiều miền đất lạ, được gặp gỡ những con người giàu tình yêu dưới đất. Đến cửa cuối cùng của sông Tiền, chúng tôi lại gặp chú Trầm Thanh Dân, ân nhân của cư dân nơi cửa Cung Hậu. Người dân xứ biển quen gọi ông là ông Năm Rừng Bần, vì muốn tri ân người cán bộ giúp họ giữ đất. Vùng đất ven biển Mỹ Long trước đây là những đụn cát dài, mỗi năm sóng biển cuốn trôi hàng chục hecta đất và nhiều tài sản của người dân. Thời điểm đó, ông Dân là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang. Chứng kiến cảnh bà con phải bỏ xứ ra đi, ông quyết tâm phải trồng rừng, giữ đất. Được tỉnh ủng hộ, ông Dân cùng bà con bắt đầu trồng trên 27.000 cây bần giống. Thế nhưng chỉ sau một đêm, số bần ấy đã bị sóng biển cuốn trôi. Nhiều người không tin cây bần chịu được sóng lớn, nhưng có người lại khuyên ông: chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Tức chứ tại sao người ta, tại sao bằng tự nhiên nó mọc được mà người ta sẽ trồng được. Không nản chí, ông Dân vẫn kiên định mục tiêu trồng rừng. Sau ba lần thất bại, cây bần cũng đã bén rễ trên bờ biển lở. Đó cũng là lý do mà chuyến thăm lại rừng bần lần này, ngoài những gương mặt quen thuộc của ekip làm phim, chúng tôi còn có thêm vài vị khách. Theo kế hoạch, đoàn cùng chú Năm tìm hiểu đời sống người dân cửa Cung Hầu trước khi đi tàu ra rừng bần. Ở đó là rừng trà lá, rừng lá. Đó, vậy đó. Rồi ở bên này là đây ra tới ngoài Mỹ biển là còn trước là rừng không à. Dân người ta cũng ở xem. Nhưng mà hồi xưa cái con sông này là độc đạo luôn. Có một con sông này từ ngoài vô thôi. Ngoài độc đạo thôi. Sông từ biển vô á. Nó chạy nước chảy dữ lắm. Đó bộ đội lội qua sông mà lội không ăn được, nó trôi ra biển lấy súng bắn cứu bồ. Đó nó lội nó trôi ra rồi có lấy súng bắn rồi mới biết rồi là trôi ngoài đó. Gặp như bây giờ chú Năm nhắm mắt chú Năm lội qua được. Bây giờ nó có chạy đâu. Cây trung liên là gác lên vẫn súng lội qua sông luôn. Xe đang bon bon thì chú Năm ra hiệu dừng lại. Hóa ra cây cầu này bắc qua con sông Cồn Tàu, một mắt xích quan trọng của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Thăm lại dòng sông xưa, người lính già nhắc chuyện năm nào. Hồi đó cầu cây nhưng mà chú chạy mạnh đấy chứ. Rồi mạnh dữ lắm. Nước trên ngọn nó đổ xuống, lá đều mọc qua trên bờ chút ít vậy đó. Xung quanh đây là rừng không hết chứ. Rừng không. Toàn bộ rừng từ dòng sông này nó ra biển luôn. Nước không đổ ra được, do đó mà thì nó lắng, nó bồi bần với mắm nó lắng ra. Bích dòng sông bớt. Chứ hồi đó sông bự lắm. Cái cửa này nó có vị trí chiến lược ngày xưa? Hồi xưa là hồi đó là chiến lược là chiếc tàu đầu tiên vô đây. Chiếc tàu đó cuối cùng của cái chuyến đưa vào Nam.
quanh cổng trứng lúc đó đơn vị chú phải về đó hỗ trợ. Đây là vùng căn cứ, do đó là nó một cái vùng trắng, không có lúc nào nó quánh đó. Nó quánh lớn hết, nó quánh đi đánh bom ở đâu còn dư bom nó dính quanh trên đất này. Với hạm đội số 7 nó bắn pháo vô. Mỗi lần bắn pháo từ 2.000 tới 3.000 quả. Thì đó là lý do ở đây mình có khu di tích hay là có trận nào lớn hơn không chú? Không, không có trận nào. Cái chuyện đó là chuyện lớn nhất là quánh ở đó thôi, khu di tích. Nghĩa là hồi đó đây gian nan lắm. Ở trong nhà hầm luôn. Em mới gọi là xã Trường và xã Chắc Thép. Đứng đây mình có nhớ tới đồng đội hay nhớ những cái ngày năm xưa không chú Năm? Bạn cùng đơn vị chú là còn chú sống sót lại. Năm 67 chú bị thương rồi mới đưa chú qua công tác hành trình. Cảnh cũ còn đây, nhưng người xưa đã khuất. Chúng tôi cùng chú Năm thăm lại đồng bào từng che chở bộ đội năm nào. Nơi đây bà con nổi tiếng với nghề làm nước mắm rươi. Chú Năm như sống lại ký ức một thời được bà con đùm bọc cơm nguội mắm rươi. Nghề này đã được các mẹ, các chị truyền lại từ nhiều đời. Khác với thời mắm rươi nuôi bộ đội, ngày nay họ đã vào hợp tác xã hẳn hoi và nước mắm rươi của họ đã vượt khỏi ranh giới của một đất nước. Con rươi ưa dùng bãi bồi ven biển cửa cung Hầu. Một số cửa sông ven biển phía Bắc cũng có rươi nhưng rất ít. Rươi thường rời khỏi nơi cư trú vào mùa gió chướng. Đây chính là mùa giao phối để chúng duy trì nồi giống. Sau khi gửi trứng lại cho đất, rươi sẽ trôi ra biển và chết đi. Khi trôi, chúng quyện vào nhau thành từng dề đông đặc. Vì thế, ca dao Nam Bộ có câu: dù ai buôn bán trăm nghề, 30 tháng chạp nhớ về vớt rươi. Nước mắm rươi còn được gọi là nước mắm ngự. Tương truyền khi Nguyễn Ánh bôn tẩu tới xứ này đã được ăn nước mắm rươi. Sau khi lên ngôi, ông đã cho ghe bầu vào đây lấy nước mắm rươi. Cái tên nước mắm ngự ra đời là gì thế? Thì mình khởi nghiệp bằng cái nghề nước mắm rươi này thì cho đến nay mình thấy cái chuyện của mình ăn nên làm ra nó như thế nào? Cái hồi mà lúc mới khởi nghiệp ra thị trường ta đâu có biết tới cái nước mắm rươi này đâu. Nên nhờ cũng như là bên sở công thương, bên trung tâm xúc tiến Trà Vinh với bên khuyến công là hỗ trợ cho mình được đi ra thị trường quảng cáo để lấy cái thương hiệu. Nhưng mà mấy ảnh đặt cho cái tên là Long Vinh là hồi xưa là ông Nguyễn Ánh á, là ông chạy nạn về Trà Vinh. Nên vậy là vậy lấy cái tên đó là nước mắm rươi Long Vinh. Cái công đoạn làm nước mắm là nó khó như thế nào? Khó là lúc em ủ. Em ủ thí dụ như mà em ủ nếu mặn quá thì nó cũng không ngon. Em ủ lạc thì nó sẽ bị trở. Trở là bỏ đó. Nó khó là khó như vậy chứ không phải như nước mắm cá. 50 kg cá bằng nhiêu ký muối. Cái nước mắm rươi này mình kết hợp với những cái món ăn nào thì nó ngon mà người dân ở đây người ta thích? Cái nước mắm rươi này ha, cái người biết ăn á, múc ra từ trong kiệu á là bỏ vô cái dĩa là dầm ớt mà nhất là trái ớt sống ha. Ăn là tuyệt vời. Còn nếu mà kho thì nói kho là không có mùi nước mắm cá nào mà qua nói thôi. Nó đặc trưng như vậy đó. Nhất là kho khô quẹt đó nha. Nó thơm cực kỳ luôn. Đó cũng là lý do nước mắm rươi xứ này làm không đủ bán. Nhiều khách hàng từng biết đến món ngon mùi nhớ này đã phải đặt trước hàng tháng trời mới có. Tạm biệt làng nước mắm rươi, chúng tôi theo chân chú Năm đi thị sát rừng bần. Bờ Nam cửa cung Hầu là một bức tranh thiên nhiên hoang dã. Cây bần dù xưa kia từng được ví với hình ảnh khá mỹ miều, thủy liễu, nhưng trước đổi thay của thời cuộc, nó đã giăng tay nghĩa hiệp ngăn cản những cơn thịnh nộ của đại dương. Trên vùng đất lở Nam Đào, bần đã bám dần ra biển, tạo thành bức tường xanh khổng lồ. Dưới cội bần, nhiều loài thủy sản kéo về sinh sống. Người dân ven biển được hưởng lộc rừng, họ luôn biết ơn ông Năm rừng bận. Anh Phạm Văn Biết đã có hơn 10 năm sống nhờ vào rừng bần. Ngày nào anh cũng vào rừng đặt cá.
Trung bình mỗi ngày anh kiếm được khoảng 150.000 đồng. Hỏi chuyện mưu sinh của anh biết, ông Dân lại giúp anh cách đăng bắt loài cá nhanh nhẹn, thòi lòi. Khi lại thấy cái miệng hang nước hơi đục, thì đặt sợi dây, còn nước trong thì thôi, nước trong là nó không có vào. Cái thứ hai, coi cái bộ cánh nó quạt, khi nó quạt như vậy thì nó là vô, mà nó quạt đi ra ngoài, con cá đã ra, không còn ở đó. Chú ý cái đó. Cái thứ hai là khi lại đặt nó thì nhận xuống là có trào nước phía nào không, nếu có nhào trào nước phía nào là có, nó có là cái hang mồi của nó riêng, thì khi mà nó đụng đầu chỗ này nó đi trồi các chỗ khác nó ra đi. Thì chú Năm đã trồng cái khu rừng này để cho tụi tôi đặt được mấy con cá thòi lòi này về đang nuôi vợ nuôi con, rất là cảm ơn chú Năm Bằng. Tùy theo mùa, bà con có thể khai thác cá đồng đợp, ba khía hay ong mật. Hành trang của anh Nguyễn Văn Vũ, một thợ ăn ong chuyên nghiệp, chỉ là một con cuối. Sau khi trèo lên gần tổ, anh Vũ nhẹ nhàng hun khói cho ong say khói bay ra ngoài, rồi cắt tàn ong mật. Dù đứng cách đó khá xa để bảo vệ chú Năm, thế nhưng chúng tôi vẫn phải nín thở, bởi đàn ong túa ra ngày càng nhiều. Tất cả quy trình ăn ong của anh Vũ chỉ mất vài phút. Nhanh đến nỗi chúng tôi chưa hết sợ. Anh đã ăn xong một tổ ong. Nguyên tắc của dân ăn ong là phải để lại một ít mật và ong non. Dân ăn ong dù nghèo khó vẫn giữ lời thề để sống hòa hợp với rừng và bảo vệ loài ong. Lâu dần những điều luật ấy trở thành đạo ăn ong. Hàng năm vào mùa khô hay xảy ra cháy rừng, người ta thường nói là do dân ăn ong gây nên. Thực chất họ rất kỹ lưỡng khi sử dụng lửa trong rừng, vì rừng chính là nồi cơm của họ. Khi đã an toàn ra đến bìa rừng, anh Vũ còn dặn dò: khi quay phim tuyệt đối không được bật đèn, vì chỉ cần bật lên ong sẽ phản kẹo. Sau khi hiểu được sức hấp dẫn của nghề ăn ong, đoàn chúng tôi tiến ra cửa sông. Dòng sông hiền hòa, êm ả như bàn tay mẹ. Từ cồn nạn nhìn vào bờ, thấy rõ hai cửa sông chia nhau đổ ra biển. Cửa bên phải là Cổ Chiên, bên trái là Cung Hầu. Chú Năm không thể ngờ, cồn nạn xưa hoang vắng, nay đặt rừng bần. Đỏ với hình ảnh chú chụp năm xưa cùng mấy người bạn, trên cái đụng cát trơ trọi năm nào, giờ hàng hàng lớp lớp bần già, bần trẻ, rồi bần non. Trước khi hòa mình vào lòng biển cả, Cổ Chiên, nhánh cuối của sông Tiền, vẫn nhẫn nại mang phù sa bồi đắp bãi bờ để rừng bần xanh ngát. Và qua bao thăng trầm của thời cuộc, cửa Cung Hầu vẫn mở rộng vòng tay ôm ấp và chở che cho những cư dân hạ nguồn. Vậy là chúng ta đã đi qua 6 cửa sông thuộc hệ thống sông Tiền, không cuộn sóng như cửa Hàm Luông và cũng không chảy xiết như cửa Tiểu của sông Tiền. Dòng sông Hậu rất là thơ mộng. Trong tập ký sự tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng vượt cửa Định An, cửa đầu tiên của dòng sông Hậu hiền hòa.